chưa từng gặp. Gặp lần đầu tiên mà chỉ gặp mình chỉ vui chỉ cười, mà mình tưởng là chỉ quen lâu rồi, hỏi chú cô là ai mà sao thấy vui vậy. Đó vậy đó. Cho nên quý vị phải nghe pháp, phải có trí tuệ. Có một lần thì ra ngoài Phan Thiết có một cái resort mini, cũng có chị đó đi liên lạc một công việc khác, rồi vô ghé đó chỉ gặp mình, chỉ chạy ra chỉ mừng chỉ vui vậy lắm. Cái nói ồ trời cô ở đâu mà sao thầy thấy lạ mà sao thầy vui vậy. Nó tối nào con gặp thầy đó. Hỏi sao gặp, nó con lên mạng con nghe thầy thuyết pháp mà chỉ nói một câu nữa mà thầy phải cố gắng, thầy về thầy soạn cái bài pháp hay thêm nữa để mà tặng cho mọi người. Pháp của thầy cứu được nhiều người lắm với thầy. Nó cổ đó hay đó, không vỗ tay nghe pháp của thầy là nhiều người nói rồi, nhưng mà chị này chỉ đánh giá kết luận pháp của thầy cứu được nhiều